Hả? Nhưng mà xăm lên Sài Gòn mát lắm. Em xăm ở Đức Phổ rẻ đều vậy. Ở Đức Phổ cũng có xăm đúng không? Vậy cũng nghe nói. Xăm chưa? Thôi đừng xăm nha. Mà cô không có xăm. Ba chết quá rộng quá đậu á mà. Cái đậu? Ở sau lưng đó nó bị tà bá quá. Nguyên con nó chết luôn, tim mà lớn mà có. Không có xăm. Làm gì tiêu? Sao chị xăm được, em không xăm được? Chị không phải giáo viên. Bẻ con thì sĩ đang dạy không có xăm. Con xăm tà la nữa. Sao con người tự nhiên xăm đây không có đòn cho. Chết rồi. Sao mà nào vậy? Gì? Mày sao mà này vậy? Hôm bữa chị hết chữa đi đó. Để cho nó xăm đi. Đây cho mẹ coi coi. Thôi mày cái bơ la lòn nó xuống mày. Nhỏ nhỏ mà phải không? Nhỏ gì cái sau lưng to đùng nữa. Đau không? Đâu có bẩn ốm đâu có thấy đâu, mày thấy không? Con mà không nghe thấy luôn á. Dạ rồi diễn rồi sao? Mai diễn mấy ba nhà quê rồi sao? Đúng không cô? Thao thao, trái gì trời ơi. Hình hoa hồng mưa. Vậy rồi hết bữa nữa rồi mặc đồ ngoại sao? Đi diễn mấy cái nhà quê là sao? Thì che lẻ. Nó nói hôm qua là nó không có đây. Nó nói đâu cũng trái cái này đang sưng lên nè. Giả làm tiền má đi lấy một tiền. Đi hôm bữa đó chị he rồi chứ. Coi coi. Nè. Chị coi nè. Cái sau lưng nữa. Trời ơi, xăm với chân như con còn đỡ đúng không cô? Chứ xăm lên này không có thấy đâu mà tụi con xăm chi? Cô không nói thiệt cô có gì chứ nó xăm cô không có ân đâu mà. Cho thiệt, cái chồng con cũng vậy mà. Thằng tặng cũng vậy, ông cứ xăm đi mà xăm. Xăm ra thấy người nó giữ. Cái gì? Trái cho. Qua mô phạt mà đâu có con nào giữa đâu có làm vậy nè nè ê, tự mày nha chứ không phải bắt chước tao đâu nha đừng có nè nè cho con coi nè đó mẹ thấy không thao thao cháy đứa mẹ con này con gì cháy con bùm bướm này thò em tự thân tao lành khóa đi không có đuổi mà lành khóa mẹ con đi tiếp nữa con xàm cái giống như chân nữa con men xàm cái dưới chân giống như chị Tâm nữa cho mà thao dạ, chở đi hả? Dạ chở đi bữa đó đâu nó đâu rồi bữa đi hé mặn á cái bữa cái clip đi hé mặn á em nói em về em đi chợ xong em đi đâu làm nó nhanh lắm tháng nay rồi nó ghiền từ lúc trong Sài Gòn cô nói đâu cô kêu thao đừng xăm là nó mấy người nó giữ mà nó không có ra cái gì á mà cô nói vậy đó giữ lắm nó không có ra cái gì người đàn quần cũng không có đàn quần con biết không nghe mà nghe chưa là có tình xăm không có thiệt á bây giờ không phải con nói con có đòn quà mà ý là thấy cái giày này nó không không mày hiểu không con xăm này này con đi vô ra Sài Gòn á tấu con đi khuya về á con kéo hình xăm lên cái người ta sợ con thao 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 nó theo nó dẫn đi tầm này á mà dẫn đi đâu nó thấy giày nó kêu bị đời đó làm gì bị đời trời thôi này là nghệ thuật nghệ thuật đẹp mưa mẹ sao đấy thao lên mà lên xóa đi con mà nó xóa bây giờ xóa là 2 triệu cho mà bán cho tiền đi chứ thì không có mẹ đưa đây này tiền lúa đó mẹ đưa đi làm xóa vô đồ bấn lúa cho tiền đi xóa xăm kìa nhưng mà mới xăm đâu xóa được phải hả 5 tháng rồi xóa đau muốn chết luôn á sao nó làm chỗ nào bị kia rồi mà điều nó giữ nó... quay lại cho mẹ coi mẹ kêu đẹp kìa đó mà cái hình hoa hồng đó mà con xăm vô con thấy con bánh bèo hẻn luôn á à đó giờ con đàn ông quá con xăm vô con thấy con bánh bèo quá mày tham không 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 chồng mày quánh thiền á cô là không á không mà lại xóa rồi còn mà nó xóa mà xóa không được con cũng vậy lại xóa rồi bà này bà có con bướm ngay tay nữa kìa con là con bướm sau lưng mà của con là bả là nhỏ nhỏ thôi của con là bự để chờ cái tài nữa nè bả là bị thẹo vậy hả đó à. Cô sao vậy không xóa đi cũng được cái thẹo gì đâu con vô ngủ anh he rồi mình he bận quá anh he chưa đi con đang tính kêu ông xã con phải xăm cái hai cái tay lên thao thao con đừng con đừng có nghe lời nghe con đi lấy nợ nó mới dễ thôi 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 không em mẹ không có cho vô nhà cái nồi với cái xanh vậy bây giờ con sao rồi mẹ không cho con vô nhà nè em bây giờ anh hơi lửa thôi không lấy con lanh xóa là được thôi mẹ con lửa không đi làm luôn con nói lanh xóa con không có đẹp đẹp mà màu đỏ màu hồng nó đẹp lắm không con bướm em đủ màu nè con bướm nè bướm đủ màu nè đi hồng nọn qua nay cô đâu có biết mẹ có lửa màu này màu gì vậy lên màu gì? Đỏ. Đỏ. Lên màu chưa? Lên nào đó, đỏ. Lên rồi nhưng mà ít bữa nữa nó phải lột cái này ra rồi bắt đầu nó mới lên một lần nữa. Cái này là mới có nghĩa là lớp không ra rồi, mai mốt cái này nó tự động nó lột ra.
nó lột ra xong rồi nó giống như của chị này nè, nó tiệp xuống luôn nè, nó tiệp xuống luôn nè. Còn cái này là mới làm cho nên là nó còn cái này là mai mốt mình sẽ lột ra. Nó lột ra, lột cái da ra đó. Rồi hết luôn hả con? Hết chị. Lột cái da là màu nó xuống cái gì lúc nào nó in vô ra cái da luôn đầu là không có xóa được. Mà mẹ biết là con mua mướm là chị he chứ hấu gì mà mới kêu về lẹ đi để mẹ chửi. Cái chuyện đây với thằng Bi hiền gì nó kêu chị he với thằng Trâm đi không nói ở đâu. Hả mày thấy không? Nè, nó sẽ lột con định sao nguyên con hổ vậy sau lưng luôn á. Mà con sợ mấy con mẹ đuổi thiệt cái thao la sao muốn bướm thao. Trang xăm không? À đúng rồi. Đúng. Con xăm không? Xăm không? Con xăm không? Trước khi con đi rồi con có bách nhân, con xin ba đầu. Qua ba gì đâu mà ba cũng không có ăn nhẽ đâu mà. Con muốn. Sao mẹ biết của ba không? Không, mẹ sống mày biết. Xăm, nhưng mà xăm bằng bút hả? Không, xăm bằng kim chứ xăm bằng bút cái gì. Nó đau lắm đó con. Đau với tàu ơi, mỗi lần nó xăm tới đâu con nghĩ tới mẹ tới đó đó. Ủa nhớ cô Trâm dán cái gì cho mẹ kìa. Dán cái gì? Nè Trâm, cây Trâm không? Con dán thôi chứ con có xăm chứ. Cây xăm rồi trong Sài Gòn chứ còn đâu đây. Cây xăm không? Đó thôi chứ đúng rồi, đừng có nghe con nó đau chết chứ. Không có đau, cô Trâm lò lò nè, không có đau, thấy không? Đúng không, nó đây nó đâm kim vô. Bây giờ đi ra đường. Bây giờ đi ra đường là không sợ nữa, mẹ biết ra Sài Gòn cướp giật nhiều. Ý là nhiều khi người ta thấy con gán đứa đi đêm hôm á, người ta cướp giật. Là Sam như vậy vô là kéo áo lên kéo vậy là nó thấy nó sợ nè. Nhưng mà mấy lỡ có mấy người xăm mà nhiều hơn cô Trâm. Xăm lại hả? Xăm xíu mới thì nó vô cái cây kim á. Mẹ biết sao không? Nó đồ, nó vẽ cái hình lên. Nó vẽ cái hình, nó in cái hình lên trên đây trước. Sao bắt đầu nó đồ theo cái đó xong nó giống như tô màu vậy đó nha má. Cái kim á. Ví dụ như con chịu đau được á là 3 phút là sang thôi, còn đứa nào mà không chịu đau được thì 3 tiếng. Con đó mấy phút. Con chắc cũng nửa tiếng á. À 1 tiếng á. Trời trời. Thôi cái xăm không? À, chơi thằng Bi nó xăm đi. Chơi được rồi, kéo áo, đau. Thì áo tú. Mẹ đi xuống ruộng, mẹ đi xuống ruộng kéo cái áo lên hết rồi mấy bà ở đây rồi ngắn hết mà. Thâu con, mà nó đi con cũng vậy. Lửa nào thâu, mà nó, cô nó nhưng mà sao không có so đâu mà không à. Trời buổi bây giờ ta xăm đậy mà. Mẹ con lên cũng làm ké luôn không mẹ em. Mẹ nó không có để dày cái sân móng tay mà con nói mẹ nghe nè, con làm được là anh xỉn làm được, thể nào ông cũng đi cũng đòi cho bằng, ông làm cho bằng được rồi. Bữa giờ chưa, ông chưa có tiền ông chưa làm đó. Con dày tay chân cầm con đau quá đó, con đang tính kêu xăm nè. Con xăm rồi nhưng bây giờ con không dám lấy áo luôn nè. Thiệt không? Thiệt đâu trời ơi. Rồi nha. Yeah. Con thấy giờ thấy là thấy hôm đó là con đâu dám mặc áo vào đâu. Đúng rồi. Cha con trời chị con ơi, người á đời lằn lẹn giải điệp lằn nhã lắm mát. Lúc trước còn hai cây áo lắm, ta nói bây còn mặc áo luôn nè, đâu dám cái áo đâu. Mẹ, cái chỗ này là tại vì ngày xưa người ta chích thuốc á để cái sẹo ngay. Bác ba nói gì? Đây. Cầu dừa nó để nguyên giải mà dừa không làm nó còn dài ngay. Mày có mày không đâu. Cũng không nói gì chứ không làm gì con chứ mà mẹ quá cái sao ra mà quan trọng mẹ kìa chứ. Mẹ nó con mày là con đi xa mẹ cái hôm nó nói nó kêu con đi xa mẹ đi thăm được cái tượng không. Ủa con sinh ra rồi tự nhiên con nói đâu chứ phải con nói đâu. À, bữa đi vô hé đậu hé mặn ra mẹ con có chồng không sao mà chưa có chồng xăm mẹ là con cũng không mà ham mà con cũng không xăm cho cái chân đó mà không con thiệt mấy đứa mà có chồng rồi là không sao mấy đứa chưa chồng nữa là không được nói sao mẹ cô thấy không đúng rồi mà mẹ nói đúng rồi mà xóa thì con cũng là xóa cái tay cái chân gì đó xóa hay xóa con là xóa không được rồi nó lột ra rồi là nó cái đứa này đi ơi lại vậy nè tại vì cái trăm nó mới chứ còn... nhưng mà một xóa một cái là 2 triệu hai cái 4 triệu lận thôi bẻ đi với lại chịu đau muốn chết luôn rồi tự nhiên á đau chịu đau mấy tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ lên để sao mà tự nhiên bây giờ mẹ còn hay không mà đi xăm nữa con muốn chơi bài mẹ nói thâu mẹ đi giữa đầu kia mẹ con đi ra dạ. Đi đá chúng đều hết tiền rồi mà không thấy gì cả.
hết tiền. Tiền cho mẹ thôi để lại xóa cho. Tiền đâu cho, giờ mẹ cho ngược lại đi chứ tiền. Tự nhiên cứ nói theo tiền, tiền cho mẹ lấy đi số tham đi. Chưa có ý định gì đâu. Cô nói thiệt đó không con không, cái đó cô nói thiệt hết ta nó lại xóa hết rồi. Không, bây giờ mẹ mời bác qua với chú Bả rồi ra đây họp luôn. Con công bố luôn một lần, con nói với mấy bác mấy chú là con Sam rồi, con lỡ Sam rồi, không lẽ mọi người giết con. Mẹ đi, mẹ đi bay. Mẹ điện cho bác qua với con bác chú Bả vô em con luôn cũng được sao đâu. Rồi chú Bả đi rồi, mẹ đi, ra họp gia đình đi. Không, chú Bả đi rất khổ, còn bác qua để dưới đó. Mà hồi nãy chiều xuống bác qua mà không dám đưa cho ông con. Dám được à. Trời ơi, ông không nghe nó thâu là tao biết luôn đó, thâu mấy ông đó nói thôi cái đó nghệ thuật mà kệ nó cho tụi nó không thâu 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 không thâu. Ê em sĩ, đừng có xăm hết cái lưng lên xấu lắm, xăm nửa lưng thâu. Hai cái tay thôi. Không, xăm con rồng á, đằng sau là cái đuôi. Dòng ra đằng trước, cái đầu đằng trước nè. Là nguyên con rồng ấy từ trước là sao luôn. Cường má, Cường dẫn cho mình là chết có. Chết có mà tự nhiên nó xăm cái tay nó hả. Trời ơi, nó lại ở đây nó mua đồ cô đi thôi, cô mà lại con đi xóa, thấy mày chữ gì mà mày chấm ở đâu á, cô nói nó không thiệt, nó đòn quòn nó được, thấy mày thấy nó ra, trời ơi tự nhiên nó xăm cái tay, con cháy cả. Tham đây này con có vợ đâu rồi. À nó có vợ rồi. Thấy là có vợ là vợ. Không nhưng mà vợ đâu có nói gì đâu. Vợ không nói gì đâu. Con Phương nó chưa gì để mà nó ông. Không, bà nãy bà còn đòi, bà thấy con làm đẹp nè. Bà thấy con làm đẹp nó đòi làm thêm mà con kêu thâu để về để em coi thử mẹ tình hình sao, nếu mẹ cho ok mẹ không nói gì nữa thì chị hãy đang làm. Bà kêu bà sao một con nhỏ giống như chị Tâm nè. Một con bướm nhỏ lên đây thôi. Người ra con thấy làm đẹp làm gà vậy mà. Mẹ ơi, nó đẹp cái con này trắng gà trắng. Bây giờ hiện đại nè. Không, bây giờ bạn đó đi có con nhà này ham cái gì với cái sam mà con không đồng ý. Mẹ, con định sam 3 chữ T. Ô khùng quá mà. 4 chữ T. 4 chữ T. Không có chữ gì mẹ ơn ấy. Biết ai biết sao mà sam 4 chữ T không? 4 chữ T trên tay này, con lật một cái gạch ra, con lật 4 cái gạch xuống là thành một cái chữ T dè ra. Chữ T là ý nghĩa gì mẹ biết không? Nè, tiếng nè, rồi thương nè, tính nè, canh nè, là mình 4 chữ T. Đúng không? Con sam 4 chữ T đây mà con suy nghĩ như sao con mà tối qua con thấy là à, không không có ra người ta nhìn vô người ta không có hiểu đó là tên của nhà mình mà người ta tưởng là tình tiền tù tội, cho nên là ví dụ như tình là xăm như vậy là tình là thất tình nè, rồi tiền á là không có tiền nè, rồi vô tù nè, rồi tội nữa, mang tội nữa, cho nên thôi chưa xăm á. Không mà vừa rửa đầu mà con nói vậy thôi chứ con vẫn đi mẹ sao để mai mẹ cho 4 triệu xóa đi kìa. Ôi mẹ mà cho 4 triệu chưa bắn lúa được ngon nồi hết, cho 4 triệu lúa thì chắc cả nhà cái núi này chưa bó được ngon rồi. Đây mà lấy tiền lúa mấy hả? Lúa đâu? Lúa cô xin nha nè. Lúa xin sao? Cô xin cho lấy tiền lúa gì đưa con rồi căng lại là trừ là sáng. Đúng không con? Đúng. Mình trừ là đâu? Vậy thôi kêu luôn liền đi chứ để chuẩn bị con đi rồi là con khỏi có ái được đó nghe. Nó mà lột ra là không xóa được đâu. Ừ. Bữa chị làm đau không? Đau không sao. Trời ơi, chính cái kia mà nó đâm chết. Sao bữa cô nồi ngay từ bì nó kêu á, tim mình là nó xăm mình trên máy á. Cái thuốc nó vô á không? Là nó bị cái ung thư như vậy á. Cô đang dọa đúng không? Xăm gì á, nó nói đi từ bì nó xăm cái thuốc nó vô. Xăm nhiều chứ, tụi con xăm ít mà. Tại vì có chị ở đây cho nên là không có la làng la xóm lang thâu. Tại vì đang có khách. Có khách trên đây không có lo lắng hết trơn rồi. Lo. Nó xăm rồi nó đi khóa ban con chứ rồi đi đâu. Giờ ba rồi. Hôm qua nó nói một chuyện với tao. Đúng con có chồng của con xăm được mày chưa chồng cái xóa đi. Kỳ lắm. Căng lại ra đây cô con nó. Cái gì đâu ơi. Thảo Thảo nó giống con rít con đi. Nó nhau vậy. Cái hoa của người ta cho con rít. Không. Hoa đẹp mà. Thao lửa đâu con, thao thao. Sao chồng con. Mẹ lấy à. Dạ. Chồng con kêu đẹp quá. Cái mẹ ơi. Mỗi người có một cái suy nghĩ. Đi anh nhà gắn cho. Mẹ đó chứ còn. Cảm ơn con mới mở. Ôi trời mẹ cả khó xăm được á. Xăm gì? Nó mới nó thấy trời mưa. À đúng rồi. Đi phá ai rồi còn nhiêu nè.
Sợ em gì? Chỉ vậy đó thì sợ em gì? Gión đó trời. Cái hình là hình con gión, con trôn mẹ thôi, chứ con không có xăm. Nhưng mà con không có hứa là từ nay trở về sau chưa chắc là con không xăm nha. Có nghĩa là có thể con đi xăm. Thôi bây giờ mà nói với con làm gì cũng được, nhưng mà con với thằng sĩ mà đi xăm mình á, là về mẹ dẫn thằng Bi mày bỏ nhờ mày đi ra ngoài đường mẹ đi lon thon á, mẹ nói trước cho tụi con biết. Nhưng mà mẹ bỏ đi vậy thì bây giờ mày đi đâu? Thì mày đi về nhà cậu bóng, nhà bắt ba rồi mày ở. Trời ơi, vậy là vẫn còn có chỗ ở mà kêu đi lon thon. Thì đi lon thon rồi đi vô đó ở rồi ăn cơm rồi giờ bữa rồi về. Tụi con không nghe lời mẹ thì mẹ về. Không nghe lời mẹ thì mẹ về là sao? Hết kìa, nói chung là con phải đi xăm. Không á, mẹ nói là đâu á, không có đi xăm đi đùa ấy. Mẹ nói rồi con với anh phải nghe lời mẹ, không có đi xăm đi. Xăm gì đâu mà xăm. Mình chị... mãi trân tru và đi không xăm. Con nói vậy thôi chứ con xăm về rồi mẹ làm gì? Thì mẹ buồn mày mới dẫn mày bỏ Bi, mày dẫn Bi đi đâu rồi đường ở đi làm gì? Chị vừa nói tụi con không nghe. Tự nhiên cứ dẫn Bi đi, nó vô tàu mà tự nhiên. Vậy vừa dẫn đi đến nhà nuôi nó. Không, giờ con xăm đi, sĩ xăm, mẹ xăm luôn. Không thôi, mà thôi mẹ không á nghe. Mẹ không rồi á. Bây giờ mẹ ở nhà một mình, thân ghé dặm trường. Lỡ đi ra đường có chuyện gì sao mẹ xăm cái hình lên một cái người ta thấy mẹ dữ rồi người ta không dám làm gì mẹ. Mẹ không, thà nó làm gì mẹ lòn lên là nó đồng bồn nó tới chứ. Chứ bây giờ còn mẹ là xăm là mẹ không. Một hai giờ sáng người ta đột nhập vô rồi la à, mẹ nghe. Mẹ nhả là tới trước đó, mẹ kêu nào. Trời ơi. Chung chung sau khi nghe mẹ nói. Đó, từ đây là nữa.